thế các bạn nhìn thấy đây đây là một chiếc camera mà khi mà chúng ta soi vào ban đêm thì các bạn thấy là với những cái vị trí nào nó ở chính giữa camera ấy thì nó sẽ có cái đèn hồng ngoại của camera thì các bạn nhìn thấy hình ảnh rất rõ thế nhưng mà nếu như mà nó ở rìa xung quanh của camera thì cái đèn hồng ngoại nó không soi được tới nơi thì các bạn nhìn thấy nó tối nhưng sau khi mà mình đã lắp thêm một cái thiết bị nữa vào thì các bạn nhìn thấy đây hình ảnh của camera đã rõ ràng hơn rất nhiều từ chính giữa cho tới các cái biển xung quanh của camera hình ảnh là đều như là đều rõ ràng thì cái thiết bị nào có thể làm được cái điều đó thì đây đây chính là cái thiết bị mà mình đặt mua và mình đã lắp và chúng ta sẽ xem xem cái đèn led này nó có cái gì mấy cái này của ông Trung Quốc ông làm này. đây các bạn nhìn thấy này thông số đây À, cái mô đồ của nó là 8012 hvk này 12v 16w này cái 16w này thì mình không tin tưởng lắm thì ông Trung Quốc này ông thích dán kiểu gì thì ông dán thì đây đây chính là cái đèn led các bạn nhé nó gồm có 8 cái mắt led các bạn ạ 8 mắt led này và đây nó có một cái tai để chúng ta có thể treo lên tường cũng rất ok đấy bắn lên tường và chúng ta có thể điều chỉnh được các cái góc độ lên xuống này hoặc là xoay trái xoay phải này nó chỉ có một cái dây nguồn đầu vào thôi và theo như cái đèn led này thì nó chống nước ip 66 này nhưng mà các bạn nhìn thấy đây cái dây này dây nguồn lòng la lòng léo như này thì chống nước cái kiểu gì đây nếu mà để ngược mà nước nó xuôi vào trong này thì nó vào luôn trong mạch chứ ở đây thì các bạn nhìn thấy đây nó sẽ có một cái cảm biến đây chính là cái cảm biến ánh sáng các bạn nhé. Và cái đèn LED hồng ngoại này nó sẽ tự động bật tắt khi mà ánh sáng bên ngoài. Bây giờ mình sẽ cắm nguồn và test thử cho các bạn nhé. Ở đây mình sẽ có một cái bộ nguồn 12V. Chúng ta sẽ cắm và test. Thì các bạn nhìn thấy là khi mà hiện tại đang là ánh sáng này. Có đầy đủ ánh sáng này thì đèn nó sẽ không sáng. Nhưng mà nó tối đi. Mình sẽ lấy cái tay mình che vào cái mắt cảm biến này. Để các bạn xem này. Đấy các bạn nhìn thấy chưa? Che thì bắt đầu đèn nó sáng này. Bây giờ mình sẽ rút bớt điện đi cho các bạn nhìn nó dễ này. Đấy. Đây. Tối này. Các bạn nhìn thấy chưa? Mình không cần che nhưng mà úp nó xuống nó tối cái, mắt cảm biến này thì đèn nó tự động nó sáng này. Với 8 mắt led này thì mình thấy là nó cũng khá ổn. Khá ổn. Nhưng mà thực tế thì công suất nó không đạt được 16W các bạn nhé. Đây thực tế thì các bạn nhìn thấy đây cái công suất của nó mình đã đo bằng cái thiết bị này các bạn nhìn thấy chưa nó được có khoảng 2,4 w thôi 2,4 w mà trên thân nó ghi 16 w đúng là ông Trung Quốc ông ấy thích ghi kiểu gì ông ghi bây giờ mình sẽ test cho các bạn xem về cái đèn hồng ngoại trợ sáng cho camera này các bạn nhé thì đây là cái ánh sáng đang bình thường các bạn nhé thì camera nó sẽ rất sáng luôn bây giờ mình sẽ tắt đèn đi này Đấy, tắt đèn đi. Đây, các bạn nhìn thấy chưa? Cái camera này là mình đang tắt cái đèn hồng ngoại đi nhé. À, và bây giờ mình sẽ bật cái đèn hồng ngoại của camera lên. Để cho các bạn xem này. Bây giờ bật đèn hồng ngoại này. Rồi, đèn hồng ngoại của camera. Đây, các bạn nhìn thấy, đây là ánh sáng của đèn hồng ngoại của camera nhé. Và bây giờ mình sẽ dùng một cái đèn trợ sáng. Đây, cái đèn trợ sáng đây. Đây, các bạn nhìn thấy cái tay của mình chưa? Đấy, cái tay này. Đây là chính là cái đèn hồng ngoại trợ sáng nha, các bạn nhìn thấy chưa? Và các bạn nhìn thấy chưa? Khi mà có cái đèn trợ sáng như này, thì camera của chúng ta rất chi là sáng luôn. Đây các bạn nhìn thấy cái tay của mình chưa? Đây cái đèn trợ sáng này, đó. Như một cái đèn pha luôn. Các bạn lưu ý là cái đèn hồng ngoại này chỉ khi mà trường hợp mà camera nó bật sang cái chế độ hồng ngoại thì nó mới soi rõ ràng nhá. Bây giờ mình chụp cái đèn này xuống này. Thì các bạn nhìn thấy đây là cái đèn hồng ngoại của camera này Thì với cái đèn hồng ngoại của camera thì các bạn nhìn thấy cái góc ở phía bên uh, trên bên tay phải là tối đúng không Nhưng mà có cái đèn trợ sáng này thì rất chi là sáng rõ ràng luôn Như vậy là các bạn thấy là uh, camera các bạn muốn nhìn được rõ tất cả các ngóc ngách Thì các bạn nên có cái đèn hồng ngoại trợ sáng thì chỗ nào nó cũng nhìn được Bây giờ mình tắt cái đèn hồng ngoại của camera đi các bạn nhé Đây tắt đèn hồng ngoại này Tắt đèn hồng ngoại của camera đi rồi. Thì các bạn thấy là khi mà tắt đèn hồng ngoại của camera đi thì nó tối om này. Và bây giờ mình sẽ dùng cái đèn hồng ngoại đây. Đây chính là cái đèn hồng ngoại đây. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Rất chi là sáng luôn. Và đây là đang dùng cái đèn hồng ngoại. Thì các bạn thấy là với cái đèn hồng ngoại này nó dọi theo pha giống như đèn pin ấy. Nên là cái 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 vùng sáng của nó 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 khá hẹp luôn, nó tròn nó khá hẹp. Cái này là nếu như vùng sáng nó rộng hơn thì sẽ tốt hơn. Nhưng mà cái khi bùng sáng này nó dọi rất mạnh các bạn ạ. Các bạn thấy tám bóng led cơ mà. Tám bóng led hồng ngoại nó dọi này. Đây, cái 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 này bóng hồng ngoại nha, mình đang hắt lên trần này. Các bạn nhìn thấy chưa? Khi mà hát lên trần đấy thì cái ánh sáng của nó phủ đều luôn. Như vậy là khi mà các bạn mua camera ấy cái buổi tối mà nó nhìn rõ không rõ ấy, thì cái phần lớn nó cũng là do cái đèn hồng ngoại của chúng ta nó tốt hay không ấy các bạn ạ Mặc dù là mắt camera nó quyết định đến chất lượng hình ảnh nhưng mà cái mắt hồng ngoại này này Nó phát sáng mạnh, nó đủ mạnh và nó đủ xa, đủ rộng thì cái hình ảnh của chúng ta nó cũng sẽ đều đẹp cả nhé Đây, đây chính là bên trong của nó các bạn nhé Thì ở đây nó sẽ có 8 cái mắt LED hồng ngoại này các bạn này 8 cái mắt cái này có thể rút ra cái này nó là cái để cái như kiểu cái thấu kính các bạn đây cái mắt này nhưng mà cái mắt thồng ngoại này thì công suất nó khá kém không được mạnh lắm nhưng mà nếu nếu các bạn là dùng trong gia đình thì trong cái khoảng cách từ 10 đến 15 mét thì cũng ok còn bằng sau của nó thì nó là có một cái mạch điện nhá bạn nhìn thấy đang mạch điện này linh kiện thì nó cũng đơn giản thôi nó không có cái gì cả Đấy, các bạn nhìn thấy rõ cái mã số linh kiện chưa? ở đây nó sẽ có một con cảm biến quang này, à, con cảm biến quang này nó sẽ tự động bật tắt cái đèn hồng ngoại cho chúng ta, nếu mà tối thì nó sẽ tự động bật, còn nếu mà trời sáng thì nó sẽ tự động tắt đi cho chúng ta, Đấy, các bạn nhé. đây cái mặt cũng khá đơn giản, cái này mặc dù là nó có chống nước nhưng mà mình thấy là cái gioăng cao su nó cũng hơi lỏng lẻo quá, cái gioăng này. trên này cũng sẽ có cái gioăng, đây cái mặt trên này nó cũng sẽ có cái gioăng và các bạn lắp thì các bạn phải lắp cái 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 đầu mà có cái dây nguồn vào này chúc xuống dưới nhá thì nếu mà các bạn lắp ngược lên đấy mưa mưa nó thấm vào thì là nó sẽ vào bên trong mạch này các bạn nhìn thấy chưa đây cái dây nguồn này nó lỏng la lỏng lẻo này luôn thì vừa rồi mình cũng vừa mới chia sẻ cho các bạn là một chiếc đèn hồng ngoại để trợ sáng cho camera mình mua về để mình trợ sáng cho cái camera ở gia đình mình nên là nếu như các bạn nào có nhu cầu mua thì các bạn có thể là mua theo cái link mình để ở phần mô tả video chứ mình không bán hàng các bạn nhé. Thì với chiếc đèn hồng ngoại này mặc dù là cũng đáp ứng được với cái nhu cầu của mình nhưng mà mình thấy rằng cái chất lượng cũng như là cái độ hoàn thiện của nó thì cũng thật sự là nó cũng không xứng đáng với cái giá tiền gần 200 ngàn một cái bóng như này. Nếu các bạn nào có điều kiện thì các bạn cứ nên mua thôi. Còn nếu không thì các bạn nên tìm một cái giải pháp khác Có thể là mua những cái mô đun nhỏ nhỏ này về xong chúng ta tự chế cháo ra Nó chỉ có mấy chục ngàn thôi, nó rẻ hơn rất nhiều Các bạn chỉ cần mua khoảng 2 đến 3 hoặc là 4 cái mô đun LED như này Một cái mắt LED như này thôi là các bạn cũng thể là chiếu sáng phủ sáng được rồi Ok, cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các video sau